Quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Hồ Vệ TV. Sau đây là phần tin quốc tế mở đầu với Julie. Nga công bố thêm nhiều quân nhân Ukraine đầu hàng ở Mariupol. Moscow công bố thêm gần 700 quân nhân Ukraine đầu hàng ở Mariupol, củng cố chiến thắng lớn của Nga ở miền Nam, trong khi Hoa Kỳ trở thành nước Tây phương mới nhất mở cửa lại đại sứ quán ở Kiev. Theo lãnh đạo quân ly khai thân Nga kiểm soát khu vực, những chỉ huy hàng đầu của binh lính Ukraine vẫn còn ở bên trong nhà máy thép Azovstal. Giới chức Ukraine từ chối bình luận về số phận của các quân nhân. Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên quân đội nói rằng quân đội đang cố gắng hết sức để tiến hành giải cứu các quân nhân. Bất kỳ tin nào công bố với công chúng cũng gây nguy hiểm cho công việc này. Ukraine xác nhận hơn 250 binh lính đầu hàng vào hôm thứ Ba, nhưng không cho biết bao nhiêu người còn ở bên trong. Hôm thứ Tư, Nga công bố thêm 694 quân nhân đầu hàng, đưa tổng số lên 959 người. Bộ Quốc phòng Nga đăng tải những đoạn video cho thấy binh lính Ukraine đang được chữa trị tại bệnh viện sau khi đầu hàng tại Azovstal. Thị trưởng Mariupol cho hay, Tổng thống Ukraine Zelensky, Hội Hồng Thập Tự và Liên Hiệp Quốc đang họp bàn, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Mariupol là thành phố lớn nhất Nga chiếm giữ được tính đến nay, cho phép Tổng thống Putin tuyên bố chiến thắng hiếm thấy trong cuộc xâm lược bắt đầu ngày 24 tháng 2. Moscow tập trung vào Đông Nam trong đợt tấn công gần đây sau khi rút lui khỏi Kiev, nơi Hoa Kỳ công bố nối lại hoạt động tại Đại sứ quán hôm thứ Tư. Thượng viện Hoa Kỳ chuẩn thuận nhà ngoại giao kỳ cựu Bridget Brink làm đại sứ tại Ukraine, lấp đầy chức vụ bỏ trống trong 3 năm qua. Canada, Anh Quốc và nhiều nước khác gần đây cũng nối lại hoạt động tại Đại sứ quán. Bắc Hàn đẩy mạnh sản xuất thuốc và dụng cụ y tế để ứng phó COVID-19. Bắc Hàn đẩy mạnh sản xuất thuốc và dụng cụ y tế như bộ khử trùng và nhiệt kế để ứng phó đợt bùng phát COVID-19 chưa từng thấy. Hãng thông tấn KCNA cho biết là Bắc Hàn cũng tăng cường sản xuất thuốc cổ truyền để hạ sốt và giảm đau, gọi đây là những loại thuốc hiệu quả trong việc phòng ngừa và chữa trị căn bệnh nguy hiểm. Làn sóng COVID-19 lan rộng gây nên lo ngại vì thiếu trang thiết bị y tế và vaccine, trong khi cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc cảnh báo hậu quả khủng khiếp cho 25 triệu người dân. Đợt bùng phát lan nhanh sau khi Bình Nhưỡng tổ chức cuộc duyệt binh ngày 25 tháng 4 và dự báo đỉnh dịch từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6. KCNA chỉ nói rằng làn sóng sốt thì không rõ nguyên nhân bắt đầu cuối tháng 4. Và cũng theo KCNA, ít nhất là thêm 262.000 người có triệu chứng sốt và thêm một người tử vong tối thứ Tư. Bản tin không cho biết bao nhiêu người dương tính virus. Bắc Hàn đến nay công bố gần 2 triệu người có triệu chứng sốt và 63 ca tử vong. KCNA cho biết các nhà máy đẩy mạnh sản xuất thuốc, nhiệt kế và dụng cụ y tế khác để cung cấp cho Bình Nhưỡng và khu vực lân cận. Trong khi đó, thêm nhiều khu cách ly được mở ra và công việc khử trùng vẫn đang diễn ra trên toàn quốc. Hàng ngàn tấn muối đang được đưa về Bình Nhưỡng để sản xuất dung dịch sát trùng. Và trước đó, thì Chủ tịch Kim Jong-un có phê bình phân phối thuốc kém hiệu quả, lên án quan chức non nớt trong ứng phó dịch bệnh. Cũng không có chương trình chích ngừa toàn quốc và thuốc chữa trị COVID-19. Truyền thông nhà nước khuyến khích bệnh nhân sử dụng thuốc giảm đau và thuốc kháng sinh, cũng như những phương thuốc gia truyền chưa kiểm chứng như súc miệng bằng nước muối, uống nước hoa kim ngân hay nước lá liễu. Một số người ở Thượng Hải được phép ra ngoài mua nhu yếu phẩm. Hôm nay, thêm nhiều người dân Thượng Hải được phép ra ngoài mua nhu yếu phẩm lần đầu tiên trong gần 2 tháng qua, khi nhà chức trách thực hiện kế hoạch để đưa thành phố thoát khỏi cảnh phong tỏa. Thượng Hải không ghi nhận lây nhiễm mới bên ngoài các khu cách ly trong ngày thứ 5 liên tiếp, củng cố trạng thái không Covid từng ngày. Tại siêu thị Carrefour ở quận Trường Ninh, một khách hàng cho biết bà cảm thấy rất vui khi phong tỏa bắt đầu được xóa bỏ. Nhưng giới chức vẫn lo ngại nguy cơ tái bùng phát lây nhiễm và dự tính giữ đa số người dân ở trong nhà trong tháng này, chỉ ưu tiên công việc và sản xuất thay vì các hoạt động khác. Phó thị trưởng cho hay hoạt động kinh tế đang hồi phục, các doanh nghiệp có thể hoạt động với nhân viên sinh sống tại chỗ và nhà chức trách sẽ cho phép nối lại hoạt động bình thường từ đầu tháng 6. Một số khu dân cư ở quận Trường Ninh hôm nay phát thẻ cho người dân để vào siêu thị Carrefour. Thẻ dành cho một người từ mỗi gia đình đến siêu thị mua nhu yếu phẩm trong 40 phút và chi tiêu tối đa là 500 nguyên, 74 đô la. Người dân được khuyến cáo đi bộ hoặc xe đạp, xếp hàng tại lối vào cách nhau 2 mét. Trong một dấu hiệu tích cực khác, 4 tuyến tàu điện ngầm của thành phố sẽ hoạt động lại từ Chủ nhật.
Bắc Kinh không ra lệnh phong tỏa toàn thành phố, nhưng dần dần siết chặt các quy định trong tháng qua để kiểm soát được bùng phát nhỏ chỉ vài chục ca mới mỗi ngày. Cơ quan quản lý Nhật Bản chấp thuận kế hoạch xả nước của nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản NRA vào hôm thứ Tư có chấp thuận kế hoạch của công ty điện lực Tokyo để xả nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển, nói rằng việc này là không gây ra vấn đề về an toàn. NRA dự tính đưa ra quyết định về sự chấp thuận cuối cùng sau thời gian tiếp thu ý kiến công chúng một tháng. Năm 2021, chính phủ Nhật Bản chấp thuận xả hơn 1 triệu tấn nước sau khi xử lý ra biển, bắt đầu khoảng mùa xuân năm 2023. Công bố trên gây ra một sự lo ngại từ ngư dân địa phương và sự phản đối từ Trung Cộng và Nam Hàn. Cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA được giao nhiệm vụ kiểm tra an toàn của kế hoạch xả nước ra biển và sự chấp thuận của NRA được đưa ra khi mà lãnh đạo của IAEA Rafael Grossi đến thăm Nhật Bản. Ông Grossi nói với Bộ trưởng Công nghiệp Koichi Higuda rằng cuộc kiểm tra của IAEA sẽ cho thế giới tin tưởng nước từ nhà máy Fukushima là không ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Công ty điện lực Tokyo dự tính lọc nước đã loại bỏ đi các đồng vị và chỉ còn lại tritium, một đồng vị phóng xạ của hydrogen khó tách ra khỏi nước. Sau đó thì sẽ pha loãng cho đến khi mà mức tritium xuống dưới mức quy định trước khi bơm ra biển. Ngay cả khi có sự chấp thuận của NRA thì công ty vẫn cần có sự đồng thuận của cộng đồng địa phương như tỉnh trưởng và thị trưởng. Chính phủ Nhật Bản và công ty điện lực Tokyo dự tính công việc xây dựng đường hầm sẽ hoàn tất trước giữa tháng 4 năm tới và sẽ bắt đầu xả nước ra biển khoảng mùa xuân năm 2023. Gần 60 triệu người mất nhà cửa trên khắp thế giới năm 2021. Xung đột và thảm họa thiên nhiên buộc hàng chục triệu người rời khỏi nhà cửa của họ năm ngoái, đưa số người mất nhà cửa trong nước lên cao kỷ lục. Khoảng 59.1 triệu người được xem là bị mất nhà cửa trong nước trên toàn thế giới năm 2021, con số cao nhất từ trước đến nay. Nhưng dự đoán năm nay còn cao hơn nữa vì chiến sự ở Ukraine. Khoảng 38 triệu người mất nhà cửa mới trong năm 2021, trong đó một số người phải di tản nhiều lần trong năm. Đây là con số hàng năm cao nhì trong một thập niên sau năm 2020, năm kỷ lục vì một loạt thảm họa thiên nhiên. Theo báo cáo của Trung tâm Giám sát Dịch chuyển trong nước IDMC và Hội đồng Người tị nạn Na Uy NRC, năm ngoái số người mất nhà cửa mới vì xung đột tăng lên 14.4 triệu người, tăng 50% so với năm 2020 và hơn gấp đôi kể từ năm 2012. Số người mất nhà cửa trong nước trên toàn cầu dự đoán đã tăng cao trong năm nay, đặc biệt vì cuộc chiến ở Ukraine. Hơn 8 triệu người mất nhà cửa tại Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược Nga bắt đầu ngày 24 tháng 2. Ngoài 6 triệu người Ukraine chạy sang các nước khác tị nạn. Giám đốc IDMC Alexandra Belak nói rằng con số năm 2021 đánh dấu bản cáo trạng đối với tình hình thế giới và cố gắng xây dựng hòa bình. Lãnh đạo NRC John Egeland cho hay tình hình chưa bao giờ tồi tệ như thế này. Năm 2021, vùng hạ Sahara Phi Châu chiếm phần lớn số người mất nhà cửa trong nước, với hơn 5 triệu người mất nhà cửa chỉ riêng ở Ethiopia, khi đất nước đối diện với cuộc xung đột Tigray lan rộng và nạn hạn hán nghiêm trọng. Tân Tây Lan phát thêm tiền mặt để chống bão lạm phát. Chính phủ Tân Tây Lan hôm nay cho biết là chính quyền sẽ phát thêm vài trăm đô la cho hơn 2 triệu người có thu nhập thấp để giúp họ vượt qua đỉnh của trận bão lạm phát toàn cầu. Số tiền này là một phần của một loạt các biện pháp mới vừa được công bố trong ngân sách hàng năm của chính phủ. Các kế hoạch khác bao gồm tăng chi tiêu y tế, chi thêm tiền để giảm khí thải nhà kính và tăng chi tiêu quốc phòng. Báo cáo của bên Bộ Tài chánh vẽ ra bức tranh tươi sáng về kinh tế của đất nước trong năm tới, nhưng cảnh báo tăng trưởng sẽ chậm đáng kể từ năm 2024 do lãi suất tăng. Giảm chi tiêu đại dịch của chính phủ và cả những vấn đề về nguồn cung trầm trọng hơn vì chiến sự tại Ukraine. Báo cáo của Bộ Tài chánh dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống 3.1% năm nay trước khi tăng lên 4.7% năm 2026. Lạm phát cũng sẽ giảm từ 6.9% hiện nay xuống 2.2% trong 4 năm tới. Khoản trợ cấp 350 đô la Tân Tây Lan, tức là khoảng 220 Mỹ Kim, trong 3 tháng bắt đầu từ tháng 8 và dành cho những người có thu nhập dưới 70.000 đô la Tân Tây Lan một năm. Chính phủ cũng quyết định gia hạn một số biện pháp tạm thời khác để ngăn chặn chi phí cuộc sống tăng cao, như là giảm thuế xăng và giảm 50% giá vé vận chuyển công cộng.
Thủ tướng Jacinda Ardern nói rằng là kinh tế Tân Tây Lan vượt qua đại dịch COVID-19 tốt hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. Nhưng khi dịch bệnh giảm xuống thì xuất hiện những thách thức khác cả trước mắt và dài hạn. Bà Ardern đang cách ly tại nhà tại Wellington trong tuần này sau khi nhiễm virus và bà chỉ có triệu chứng nhẹ và hiện vẫn đang dự tính đến Hoa Kỳ vào tuần tới. Mozambique tuyên bố đợt bùng phát bệnh bại liệt liên quan đến Pakistan. Cơ quan y tế ở Mozambique hôm thứ Tư tuyên bố đợt bùng phát bệnh bại liệt sau khi xác nhận một em bé ở tỉnh Tete ở đông bắc đất nước bị liệt vì căn bệnh này. Ca bệnh ở Mozambique là ca bại liệt thứ nhì từ ngoại quốc đưa đến miền Nam Phi Châu trong năm nay, theo sau một ca được phát hiện ở Malawi hồi giữa tháng 2. Đây là trường hợp bại liệt hoang dại đầu tiên ở Mozambique kể từ năm 1992. Mặc dù một số ca liên quan đến virus đột biến từ vaccine đường uống được phát hiện vào năm 2019. Ca mới nhất ở Mozambique là một em bé có dấu hiệu bị liệt hồi cuối tháng 3. Giải trình tự gen cho thấy bại liệt ở Mozambique liên quan đến chủng bại liệt lan rộng ở Pakistan năm 2019, tương tự ca bệnh ở Malawi. Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố Phi Châu hết virus bại liệt hoang dại tháng 8 năm 2020. Mặc dù nhiều nước trên khắp châu lục báo cáo các đợt bùng phát liên quan đến vaccine trong những năm gần đây, không có khác biệt nào giữa bại liệt do virus hoang dại hay virus đột biến từ vaccine gây ra. Bà Mashidiso Moeti, giám đốc Phi Châu của WHO nói rằng việc phát giác một ca virus bại liệt hoang dại khác ở Phi Châu là rất đáng lo ngại, mặc dù không đáng ngạc nhiên vì đợt bùng phát gần đây ở Malawi. Tuy nhiên, nó cho thấy virus này nguy hiểm như thế nào và lan nhanh ra sao. Sau ca bệnh ở Malawi, Mozambique gần đây tiến hành hai đợt chích vaccine hàng loạt, trong đó 4.2 triệu trẻ em được chích ngừa bệnh bại liệt. Giám sát bệnh đang được tăng cường ở 5 nước gồm có Malawi, Mozambique, Tanzania, Zambia và Zimbabwe. Chương trình chích ngừa trong những tuần tới dự tính chích ngừa cho 23 triệu trẻ em từ 5 tuổi trở xuống. Bức vẽ hiếm thấy của Michelangelo bán được 23 triệu euro trong buổi đấu giá tại Paris. Nhà đấu giá Christie's cho biết là một bức vẽ người đàn ông khỏa thân của Michelangelo vừa bán được hơn 23 triệu euro trong buổi đấu giá tại Paris vào hôm thứ Tư. Tác phẩm này được xem là một báu vật quốc gia của Pháp, cấm đưa ra khỏi Pháp trong 30 tháng. Nhưng chính phủ Pháp gần đây đã bỏ đi quy định này và cho phép bán bức vẽ cho các nhà sưu tầm từ khắp thế giới. Bức vẽ người đàn ông khỏa thân sau Mascasio và hai người phía sau được cho là một trong những tác phẩm đầu tiên của Michelangelo mà có từ cuối thế kỷ 15. Bức vẽ này được bán năm 1907 tại Paris và được xem là một tác phẩm của trường phái Michelangelo. Nó hầu như bị lãng quên cho đến năm 2019 khi một chuyên gia của nhà đấu giá Christie xác nhận đây là tác phẩm của Michelangelo. Cambodia kêu gọi người dân không bẻ cây ăn thịt quý hiếm để chụp hình. Giới chức Cambodia kêu gọi người dân không bẻ cây ăn thịt quý hiếm để chụp hình vì lo ngại nó có thể tuyệt chủng. Bộ Môi trường cảnh báo loài thực vật này sẽ bị hủy hoại sau đoạn video ba thiếu nữ Cambodia bẻ cây trên núi Bokor ở Kampot. Các cô gái háo hức bẻ cây đặt lên mặt và so sánh hình dáng cây với dương vật có hình dáng và kích thước khác nhau. Loài nắp ấm này có tên khoa học là Napanti bokoransis, gồm một ống dài để dụ côn trùng và nắp cong trông giống như quy đầu của nam giới. Trên Facebook, Bộ Môi trường nói rằng những gì các thiếu nữ đang làm là hoàn toàn sai. Họ không được làm như vậy nữa trong tương lai. Yêu quý tài nguyên thiên nhiên là tốt, nhưng không được hái hoa, bẻ cây. Nếu không, chúng sẽ bị hủy hoại. Ông François May, nhà minh họa thực vật cho hay, khi chúng ta ngửi một cây nắp ấm, nó có mùi ngọt ngào như kẹo. Napanti bokoransis là loài dây leo có thể cao hơn 7 mét nên khá dễ nhìn thấy. Loài thực vật này sinh sống ở vùng đất nghèo dinh dưỡng nên phải bổ sung chất dinh dưỡng bằng con mồi sống, chủ yếu là kiến. Khi kiến bò vào ống, nắp ống đậy lại và kiến chết trong dịch tiêu hóa bên trong ống trước khi bị tiêu hóa. Napanti bokoransis mới chính thức được ông May mô tả năm 2009. Mặc dù loài cây này được người dân địa phương biết đến ít nhất là từ đầu thế kỷ thứ 20. Lúc đó ông nói rằng loài thực vật này bị đe dọa vì kế hoạch phát quang để xây dựng các dự án quan trọng. Ông cảnh báo loài cây có nguy cơ tuyệt chủng vì mở rộng ngành du lịch ở Cambodia.
Và đó là kết thúc phần tin quốc tế. Một lần nữa sâu vào phần thương mại, chúng tôi trở lại với từng tin tức liên quan đến Việt Nam.